Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Nhìn sang Việt Nam trong tuần vừa rồi, trong cái bối cảnh chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 7, thì anh Nguyên có thể anh cập nhật một số thông tin trong tuần vừa rồi. Cảm ơn Bình. Kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy hội nghị Trung ương 7 đã xảy ra, trong khi chúng ta nói chuyện ở đây thì nó đã diễn ra được ngày thứ 3, tức là bắt đầu từ ngày 7 Tây tháng 5 và nó sẽ chấm dứt vào ngày 12 Tây tháng 5. Thì hội nghị Trung ương 7 này là cái hội nghị rất là quan trọng, gọi là giữa nhiệm kỳ. Thì thứ nhất là sắp xếp nhân sự, họ nói là họ cần phải có đào tạo một đội ngũ cán bộ là gọi là liêm chính hay là gọi là cán bộ chiến lược đó. Mà đối với họ chiến lược là một cái từ rất là mơ hồ. Nhưng mà nói chung là coi như là cũng là con cháu của họ trong cái mấy cái đoàn thanh niên thôi, chứ còn nó không thể ra ngoài được quần chúng. Thứ hai là nó về vấn đề tiền lương, và thứ ba là vấn đề bảo hiểm xã hội. Đó là ba vấn đề chính. Trước hội nghị thì chỉ một ngày, một hai ngày trước hội nghị thì chúng ta thấy có những cái thành phần gọi là cán bộ hồi hưu hay là những thành phần trí thức của chế độ, trong đó thí dụ có Nguyễn Quang A, thế là rất nhiều người là ký, khoảng 700 người ký cái thơ đòi hỏi ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư, ông phải kê khai tài sản đúng theo cái tiêu chuẩn gọi là cái quyết định 99 vào năm ngoái, khoảng tháng 10 năm ngoái, là cán bộ phải kê khai tài sản, thì ông là tổng bí thư, ông phải làm gương, ông kê khai tài sản trước. Đó là một cái hình thức là triệt buộc, nó đã áp lực. Chúng ta thấy cái hiện tượng Thủ Thiêm tự nhiên là trước cái hội nghị Trung ương 7 nó bùng nổ lên dễ sợ, mà nó dính líu tới rất là nhiều người, trong đó có hai ông cựu chủ tịch, cựu bí thư, đó là ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Minh Triết, mà có dính tới vấn đề mà những ông thủ tướng nữa, là tự nhiên nó bùng nổ lên dễ sợ về vấn đề Thủ Thiêm. Và cho thấy đây là một cái thảm cảnh là ăn cướp đất của dân, lấy đất dân với giá 200.000 một mét vuông bán thành 200 triệu một mét vuông, đưa tới là bây giờ cái thảm cảnh là mười mấy năm rồi mà dân chúng cũng không có chỗ ở, không có nhà, mà lấy đất của dân thì là 18 triệu mà biểu dân đi mua đất khác thì là mua với giá 20 triệu, thì tức là cái khoảng cách đó là dân phải móc túi bỏ ra, là làm sao mà bỏ ra được. Thì hiện giờ chúng ta thấy là cái hội nghị này thì ông Nguyễn Phú Trọng ông muốn là làm được rất là nhiều điều để ông chuẩn bị cho cái đại hội thứ 13 vào năm 2000, dự trù tháng Giêng 2021. Nhưng chúng ta thấy là ông không làm được. Bởi vì trong cái vấn đề mà ông dự trù làm là thứ nhất là ông bổ sung những cái thành viên của Bộ Chính trị, nhưng mà không bổ sung được thành viên Bộ Chính trị. Hiện giờ khuyết là Đinh La Thăng, trong cái hội nghị này thì đã khai trừ Đinh La Thăng, chúng ta thấy tin tức. Thứ hai là Đinh Thế Huynh, và thứ ba là ông dự trù là cái hội nghị này là ông Trần Đại Quang, ông đang bị ung thư máu, ông trị bệnh ở bên Nhật, là ông không về được, thì được coi như là cái phe Trần Đại Quang sẽ bị thất thế. Nhưng mà tới 10 giờ tối 5 Tây, bị 7 Tây, sáng 7 Tây là khai mạc hội nghị, thì 10 giờ tối 5 Tây thì ông Trần Đại Quang ông bay từ Nhật Bản, ông bay về và ông xuất hiện ở hội nghị, nhưng mà mình thấy cái mặt giống như cái xác chết, cái hình đó thì không thấy giống như ông Trần Đại Quang trước đây, mà một cái hình rất là phờ phạc, thì chúng ta thấy rõ. Thì có nghĩa là cái phe ông Trần Đại Quang bằng mọi giá phải đưa ông Trần Đại Quang về để ông thôi thất thế. Thì chúng ta thấy là ông Nguyễn Phú Trọng ông muốn dùng cái hội nghị này để ông xây dựng cái đội ngũ của ông để mà chuẩn bị cho cái đại hội 2021. Nhưng mà cho tới giờ phút này chúng ta thấy chứ ông chỉ làm được một chuyện, tức là ông đưa được hai người vào cái ban bí thư 12 người, thì đưa hai người đó là ông Trần Cẩm Tú là hiện giờ là phó chủ nhiệm của ban kiểm tra, để lên thế ông Trần Quốc Vượng là chủ nhiệm ban kiểm tra, để ông Trần Quốc Vượng ông vừa là chủ nhiệm kiểm tra, ông vừa là ban bí thư, ông vừa là bí thư thường trực ban bí thư, tức là phó đảng. Thì thứ nhất là đưa ông Trần Cẩm Tú lên giờ vào ban bí thư và trở thành là trưởng ban kiểm tra. Thứ hai là đưa ông Trần Thanh Mẫn là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc vào ban bí thư.
Và thứ kế đó là đưa ông Hoàng Văn Trà, tức là ông này là chủ tịch của Phú Yên đó, vào là phó ban của kiểm tra. Nói chung thì những cái điều ông Trọng muốn làm thì rất nhiều, nhưng mà ông không thực hiện được là ông bị tấn công từ ở trong cũng như bên ngoài. Bên ngoài thì cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh mà tòa án Đức đang đưa ra tòa đó, thì nó phăng ra từ là ông Tô Lâm cũng như là khoảng 12 tướng ở trong Bộ Công an, và dĩ nhiên là cái lệnh là cái lệnh của Nguyễn Phú Trọng. Thành ra bên ngoài là vấn đề mà với Đức, bên ngoài là vấn đề với Trung Quốc đem những cái quả tiễn mà đặt ở đảo Chi Thập, ở Dành Khăn và Subi để chĩa vào Việt Nam trong tương lai, là những cái đảo Việt Nam chắc là không giữ được. Và cái công ty Repsol của bên Tây Ban Nha họ đòi phải bồi thường thiệt hại thường trực, là bởi vì hoàn toàn họ đã nhượng cái lô gọi là cá rồng đỏ, là hoàn toàn là ngưng, không có khai thác được nữa. Thì nói chung là Trung Quốc đang siết chặt cái đường lưỡi bò, tức là áp dụng được, triệt để áp dụng đường lưỡi bò, và cái gì nằm trong đường lưỡi bò là không được nhúng vào để khai thác. Thành ra cái đường lưỡi bò nó liếm vô cá rồng đỏ, nó liếm vô cái năm ngoái một cái mỏ 136.03, và nó có thể nó liếm vào cái cá voi xanh, tức là cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam là bị mất. Tóm lại là cái hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra và sẽ chấm dứt vào ngày 12 tây tháng 5. Ông Nguyễn Phú Trọng ổng muốn đạt một số những cái vấn đề nhân sự của ổng, nhưng mà hiện giờ ổng đang tứ bề thọ địch, là những cái thành phần gọi là củi tươi củi khô nó đang kết lại để mà nó chống ông ta. Ở trong cũng bây giờ ở bên ngoài, thành ra do đó ông ta không đạt được những cái ý nguyện của ông ta muốn. Nhưng mà ở đây là cái ý niệm giờ gọi là cán bộ chiến lược là một cái ý niệm mà rất nhiều người phê bình, là bởi vì cán bộ chiến lược là cái gì? Nó gọi là cán bộ chiến lược, ở nước Mỹ gọi là cán bộ chiến lược là 100 ông ở trong cái Thượng nghị viện, là do dân bầu lên nó mới gọi là cán bộ chiến lược. Còn ở đây là những người gọi là do đảng họ làm ra, là theo cái ý của phe này phe kia, họ gọi là cán bộ chiến lược là một cái điều mà họ muốn làm. Nhưng mà nói ra đó, diễn tả ra thì cán bộ chiến lược là một giống như một cái người không phải là người bình thường, một người thần thánh ở trên rớt xuống, là cái chuyện đó là không có thật. Tôi thấy là ở chỗ này đó, thì là cái chuyện là rõ ràng là hiện giờ đó là Việt Nam đang bị đứt chí rất là nhiều, và khi mà họ điều tra về cái này đó, là Việt Nam về vấn đề kinh tế sẽ thiệt thòi rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì Đức là một cái nước gọi là một cái nước chủ chốt ở bên Âu Châu, và Việt Nam muốn Âu Châu và Việt Nam ký một cái thỏa ước về kinh tế buôn bán tự do thì Việt Nam sẽ gặp khó khăn rất là nhiều, vì cái vấn đề mà Đức nói lên cái tiếng nói của họ về cái vấn đề bắt cóc người, mà bây giờ không những bắt cóc chỉ có dính không mà có cả tiệp khắc dính vô nữa. Thành ra ở đây đó nó còn nhiều chuyện và vấn đề ngoại giao là Việt Nam là gặp khó khăn, mà khó khăn đó thì là cái nội bộ, không biết là cũng như là anh Nguyên nói về cái đại hội 7 đó, nó sẽ đi tới cái hướng của ông Nguyễn Phú Trọng hay không. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta thấy là nói là phải làm hai chuyện đi với nhau. Ông ta muốn không có tham nhũng mà ông ta không kê khai tài sản, sao biết tham nhũng hay không tham nhũng? Mình phải biết ít nhất là ông ta có cái gì trước khi đó, và sau khi đó thì lúc đó mới biết là có tham nhũng hay không. Ở đây đó thì là mình thấy là những cái chuyện này nó cho thấy là những cái lũng củng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện giờ nó dần dần người ta nó lòi ra ngoài. Họ là lúc nào cũng là bương bít về vấn đề mà gọi là tin tức, hay là làm cho mình, nếu mà mình nhắc lại chuyện xưa nó gọi là ngu dân đó, cái chính sách ngu dân hồi xưa đó, thì bây giờ là dần dần khó mà chặn dân chúng, vì dân chúng càng ngày càng hiểu nhiều hơn, và qua nhiều cái vấn đề mà trao đổi về vấn đề internet, về vấn đề mà gọi là tin tức phía bên ngoài đó, thì là khó mà bưng bít như hồi xưa nữa. Mà mình có thể biết được hai chuyện chắc chắn sau cái hội kỳ này. Thứ nhất là ông Trần Đại Quang thì chưa muốn từ chức làm chủ tịch chủ tịch. Phe ông Trần Đại Quang thì chắc chắn là không muốn từ chức. Nhưng mà ông Trọng thì ông nói là vì lý do sức khỏe thì nên rút ra.
nhưng mà chưa mới từ chức. Có những đề thủ thiêm thì đánh là đánh ra Lê Thanh Hải và gia đình Lê Thanh Hải, nhưng mà bây giờ nó lại nổ ra là nó xa hơn Lê Thanh Hải, là có thể đến Nguyễn Xuân Phúc và những cái người mà gọi là phe công trọng, tức là Trương Tấn Sang. Còn riêng ông Nguyễn Văn Bình là người mà nghĩ là có thể bị khai trừ trong hội nghị này thì không thể làm được. Bây giờ ngay cả những cái chuyện mà gọi là bổ sung vào Bộ Chính trị không làm được thì làm sao khai trừ được. Vậy là tạm thời là hai bên tương đối là án binh bất động sau hội nghị này để chuẩn bị cho hội nghị kế tiếp. Có thể. Và chúng tôi sẽ trở lại với chương trình tuần tới. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này.